ơi, vẫn như thế nhỉ? Hôm qua bà bảo cho đi rồi á, bảo cho dọn đi rồi mà. Cô chúng ta có tự đi kiếm tìm chỗ nào xin xỏ đâu thì cảnh cũng hay là đất của tao, nhà của tao luôn. Ơi. Vẫn chưa đi à? Hôm qua bà bảo cho đi rồi mà. Bảo cho dọn đi cơ mà. Con chưa có chỗ nào đi đâu. Không có chỗ nào, khác tự đi kiếm tìm chỗ nào xin xỏ đâu thì thực mà kệ, chúng mày rất là đất của tao, nhà của tao, vườn của tao, không có chỗ ở đâu. Đấy đi ra ra đi, đi nhanh lên. Cho con xin ở mấy hôm nữa. Không được, không được, không được, không được. Không phải đun là không cho ở đây, đi đi đi. Cho con ở đây hôm nữa đi. Cho con ở đây hôm nữa, con tìm được chỗ khác thì con đi. Đây đây đây. Đã đảo mấy lần rồi. Nhiều lắm rồi. Đi, đi ra đây. Lấy đồ đi, không lấy cái này nhé bé ạ, bẩn hết rồi. Đi vào lấy đồ, lấy đồ xong à, đi tìm chỗ khác ở đi, không ở đây với bà thì thôi, bà toàn được đuổi đấy, không ở được. Thank you.
Con ít đâu? À, ít. Thank you.
cháy cái gì thế này. Sao lại đốt đốt cái gì ở đây đây? Ở sao hai cháu là đứng đây ngồi đây? Hai cháu ngồi ở đây lâu chưa? Giờ cháu có chỗ đi chưa? Có chỗ ở chưa? Ôi cái này thì cũng hơi khó khó một tí nhỉ. Đây là nhà bác đấy. Thế ngồi từ lúc nào rồi? Lúc sáng đi mưa quá. Thế hai mẹ con ăn cơm chưa? Chưa ăn à? Thế thì đi vào đây. Đi vào đây bác cho mượn cái nhà này ở tạm. Nhưng mà nhà cháu ở chỗ nào? Nhà cháu ở tận kia rồi, nhưng mà mẹ chồng làm đủ hết rồi, nhưng mà đốt cháy rồi. Thế không có cơm ăn à, lấy gạo. Đây này. Ồ, có bằng đây quần áo thôi à? Nhà bác cho hai mẹ con ở tạm mấy ngày? Đây là vườn của bác hết à bác? Đây là vườn nhà bác với lại đây là cam thôi. Còn ở kia là của nhà khác. Nhà bác từ đây xuống dưới này. Chìa khóa cho bác nha. Không cho làm mất nha. Nhà bác thì ở xa lắm. Vâng, thế cháu cảm ơn nha. Cũng không ở gần đâu. Đây này, được rồi. Đây. Đây nhá, bác giao chìa khóa cho hai mẹ con nhá. Đây, được rồi. Đây, hai mẹ con vào nhà đi, không rét lắm. Đấy, bác mời cho rồi, tí nữa là quét đi. Quét là dọn cái này vào đây này. Về đây ngủ, cái giường là bác mang về rồi. Nhà cửa là như thế này, tí nữa là cháu quét dọn đi nhá.
Nấu ăn.